Ruột của mình thì đi thì mình đi, mình thì nó đi thì mình cũng luyến tiếc thôi. Sau khi mà nó ra trường thì con người nó trưởng thành hơn, nó tự lập được hơn. Nó đi mà nó cười, ở nhà người ta khóc. Nó đi nó phấn khởi thì bà cũng là vui vẻ. Tại người mẹ mà thương con đi xa quá chịu không nổi.